Làng chơi. Bực thật, gà mình khỏe thế mà hôm nay vẫn thua. Dạ, con chào ông ạ. À. Ờ, cha, hôm nay cha không lên công đường sao? Hoàng Dương, hôm nay con không tới trường sao? Cha ơi, tới trường chán lắm, thầy đồ suốt ngày đọc đi đọc lại mấy cuốn sách thánh hiền, có gì mà thú vị chứ? Nếu không đọc sách, làm sao biết đúng sai? Nếu cứ suốt ngày chơi bời lêu lỏng, thì sau này sao có thể nên người được? Mấy quyển sách đó, khi nào con đọc mà chẳng được? Không đọc hôm nay thì mai đọc, có muộn đâu mà cha phải lo. Phẩm cách của con người hình thành từ khi nhỏ, mỗi ngày đều phải mài dũa, luyện rèn. Nếu con không nghe lời cha, sau này ắt sẽ trở thành đồ bỏ đi. Cha lúc nào cũng nói con là đồ bỏ đi. Đã thế con... Con... Cậu ơi, chúng ta bỏ đi thật à? Ông mà biết thì ông sẽ giết con mất. Con sợ lắm. Mày đúng là ngốc quá. Ai nói cậu bỏ đi chứ? Cậu chỉ đi chơi mấy hôm cho vui rồi lại về thôi. Mày yên tâm, cậu đã chuẩn bị cả rồi. Thì ra là vậy. Cậu thật khéo tính. Cậu đi mấy hôm, ông bà ở nhà chắc lo lắm. Tới khi cậu trở về, ông bà lại chẳng mừng quýnh, sao còn nghĩ tới việc trách tội nữa chứ? Ơ, nhưng cậu định đi đâu chơi bây giờ ạ? Ta sẽ lên tỉnh chơi một chuyến cho biết đó đây. Đi nào. Tráng lệ quá. Đi cả ngày mệt rồi, vào nhà trọ nào nghỉ qua đêm đã, sớm mai tha hồ mà chơi. Dạ, xin chào công tử. Ngài nghỉ qua đêm hay chỉ dừng chân chốc lát ạ? Cho ta một phòng đẹp nhất ở đây. Dạ, có ngay. Mời công tử theo tôi ạ. Cha, đói bụng quá. Hôm nay nhất định phải ăn uống no say mới được. Mau ngồi xuống đây. Hôm nay, cậu cho mày được phép ăn cùng. Dạ, con cảm ơn cậu ạ. Cà, rượu ngon. Mau gọi thêm bình nữa. Chà, đau đầu quá. Thôi chết, tiền của mình đâu mất rồi. Dậy mau, mày còn ngủ được à Tư? Cút mau cho khuất mắt ta, đã không có tiền lại còn thích chơi sang. Trời ơi, làm sao đây? Sao tiền của ta lại có thể bị mất được chứ? Đến một xu trong túi cũng không có. Đói bụng quá, cứ thế này thì chết mất. Ngựa thì họ giữ lại rồi, giờ làm sao có thể trở về nhà được đây cậu? Đói quá, chúng ta có còn xu nào không? Bộ quần áo mới của cậu bán được 5 đồng, đến ngày hôm qua là ăn hết rồi cậu ạ. Xin ông đi qua, bà đi lại rủ lòng thương. Xin ông bà rủ lòng thương. Xin ông bà rủ lòng thương cho con ít bạc lẻ đủ tiền về quê. Xin ông bà rủ lòng thương. Xin ông. Ăn đi anh bạn. Ăn đi, đừng ngại. Cảm ơn anh. Xem ra anh chưa quen với nghề này rồi. Xin như anh thì bao giờ mới được nổi một đồng chứ? Hình như anh không phải người xuất thân nghèo hèn. Tôi... Mà anh chắc làm nghề này lâu lắm rồi. Phải, lâu lắm rồi. Lúc đầu tôi cũng như anh vậy, nhưng rồi cũng quen dần. Vì sao anh lại ra nông nổi này? Hồi nhỏ, gia đình tôi cũng rất khá giả, nhưng tôi không chịu khó học hành, chỉ ham chơi. Về sau, gia đình tôi gặp khó khăn rồi lụi bại. Tôi chẳng biết làm gì để kiếm ra tiền, chỉ còn biết sống bằng nghề ăn mày. Cha ơi, con sai rồi. Đôi mắt Đức Phật.
đại sư, xin hãy cứu vớt con. Ơ kìa, thí chủ, sao lại quỳ thế kia? Thí chủ có chuyện gì? Con xin đại sư cho phép con quy y, nương nhờ cửa Phật. Thí chủ muốn theo nghiệp tu hành, duyên cớ là làm sao? Con chán ghét phải sống giữa cuộc đời toàn những con người vô tình, dối gian, vụ lợi. Một cuộc đời như thế, sống có ý nghĩa gì đâu? Phải chăng thí chủ đã phải trải qua những tháng ngày đau khổ, tất cả chỉ bởi lòng người thật hiểm độc? Cha con mất sớm, để lại con sống với mẹ kế xấu xa. Tiền bạc cha con để lại đều nằm trong tay bà ấy. Con muốn hào phóng một chút với bạn bè thì bà ta quở trách. Đi chơi một chút là bị rầy la, suốt ngày tìm cách dạy vò con bằng học hành, sách vở. Cha mẹ đôi khi cũng cần nghiêm khắc. Không, vì bà ta là mẹ kế, vì thế con quyết định ra khỏi nhà. Con tìm đến những người bạn thân nhất để nhờ cậy, nhưng ai dè, chẳng có cánh cửa nào mở ra cho con. Bạn bè còn vô tình như vậy, con biết tin vào ai nữa? Vậy nên thí chủ đến đây. Đúng vậy, thưa đại sư, con tha thiết được quy y theo Phật. Chỉ có Đức Phật luôn yêu thương mọi người, mong đại sư chấp thuận. Được rồi, nếu thí chủ thiết tha như vậy, ta cũng không ngăn cản. Nhưng trước khi vào chùa, thí chủ hãy thành tâm làm cho ta một việc. Con xin nghe. Người mà thí chủ gọi là mẹ kế, dù thế nào cũng có công dưỡng dục. Trước khi xuống tóc tu hành, thí chủ hãy quay về nhà 3 tháng, làm tất cả những gì có thể của một người con báo hiếu cha mẹ. Xong việc, coi như cắt đứt duyên trần, thí chủ có thể vào cửa Phật. Đội ơn đại sư, con nhất định sẽ làm như đại sư chỉ dạy. Mẹ, con về rồi đây. Mẹ làm sao vậy? Trời ơi, con tôi, con về rồi đấy ư? Mẹ không sao, con về là mẹ khỏe rồi. Không lẽ vì con đi mà mẹ ốm thế này sao? Vì mẹ lo lắng quá thôi. Về nhà rồi, cố gắng học hành nghe con. Dạ. Tất cả gia tài ba con để lại, nay mẹ giao lại cho con. Trước kia mẹ giữ hộ con vì nghĩ rằng con chưa đủ chín chắn. Giờ thấy con ngoan ngoãn, chuyên tâm học hành, mẹ đã có thể yên tâm giao lại tất cả cho con. Hóa ra là vậy. Mẹ... Ôi, cậu về bao giờ thế? Sao không báo cho chúng tôi một tiếng? Mấy anh em tôi đi tìm cậu bao lâu nay, về cũng phải báo cho chúng tôi một tiếng chứ. Tìm tôi ư? Đúng, từ hôm anh bỏ đi, chúng tôi chia nhau đi tìm anh mà không gặp được. Ai cũng lo lắng lắm. Nay anh về rồi, tôi đi báo cho mấy anh em một tiếng để họ yên tâm. Ôi, bạn tôi, con đã thực hiện đúng lời đại sư dặn, nhưng con xin rút lại thỉnh cầu xin xuất gia tu hành. Có rất nhiều người yêu thương cần con bên cạnh. Ta biết. Đại sư biết trước rồi ư? Lần đầu thí chủ tới đây, cậu nhìn ai cũng thấy xấu xa, ma quỷ trong lòng, có tu cũng không được. Bây giờ cậu đã biết nhìn người với đôi mắt yêu thương, bao dung. Ấy là Phật đã ở trong tâm, đâu cần tu làm gì nữa. Điều gì đến sẽ đến. Ơi, anh ấy mới đẹp trai làm sao? Thật giống với những gì mình mơ ước. Ước gì anh ấy tỉnh dậy ngay bây giờ nhỉ? Mình sẽ... Ôi, chị đây rồi. Vậy mà để em tìm mãi. Chị ơi, chị, mình về thôi. Đã gần trưa rồi. Về nhanh kẻo bố mẹ chờ đấy. Ừ.
chúng ta đã khoán được một mẻ lớn rồi. Hè đúng thế, hôm nay quả là một ngày may mắn. Chắc chắn trong túi kia phải có cái gì đó quý lắm. Ta sẽ cho một nhát, còn mày giật lấy cái túi của nó nha. Làm nhanh lên. Thôi bỏ đi, có người đang đến. Chạy thôi, kẻo không kịp bây giờ. Ôi, mát mẻ quá. Phong cảnh thật là đẹp. Cậu bé thật khôi ngô quá. Ước gì nó là con mình nhỉ? Nếu em thích thì chúng ta có thể nhận cậu ta làm con nuôi mà. Chúng ta không có con cái. Đã từng có ý định vào quân y viện tìm một đứa bé để sau này thừa hưởng giàu sang phú quý cơ mà. Đúng đấy, mình sẽ chờ cậu bé tỉnh dậy nha. Thưa ông bà, mình đi thôi ạ. Sao vội vàng thế? Xin ông bà thứ lỗi, nhưng vùng này đang có bọn cướp hoành hành, chúng rất hung dữ. Cũng đã muộn rồi, chúng ta nên đi khỏi đây trước khi trời sập tối ạ. Vậy thì ta phải đi nhanh thôi. Trong một giấc ngủ ngắn của chàng trai, hạnh phúc, tai họa và may mắn đều có thể xảy ra. Trong đời người dài gần ngót thế kỷ, cũng có biết bao điều ập đến, cần biết đón nhận và chấp nhận một cách vui vẻ. Trú mưa. Rác lại còn mưa nữa chứ. Mưa to quá, thế này thì chết rác mất. Kia rồi, mình phải qua đó tá túc mới được. Có ai ở nhà không? Ồ, chị Nhím đấy à, có chuyện gì vậy? Bên ngoài mưa lạnh quá, chị cho tôi vào trú một lát được không? Nhưng mà nhà tôi bé lắm, chị cho tôi vào nhờ một chút thôi. Khi nào tạnh mưa tôi sẽ đi luôn. Tôi sắp chết rồi, chị làm ơn làm phước giùm. Thôi được rồi, chị vào đây. Cảm ơn chị. Có chuyện gì vậy con? Đây là ai thế mẹ? À, đó là cô Nhím. Cô ấy vào nhà mình trú mưa. Chào cháu. Mẹ ơi, sao người cô ấy nhiều gai thế? Nó đâm vào người con đau quá. Yên tâm, tôi sẽ ngồi gọn vào một góc. Khi nào tạnh mưa, tôi sẽ đi luôn. Chuyện gì vậy? Đau quá mẹ ơi. Mẹ bảo cô ấy đi đi, cô ấy đâm con đau quá. Chị Nhím này, trời đã tạnh mưa rồi, hay là... Ui da. Mưa thì tạnh rồi, nhưng bên ngoài vẫn lạnh lắm. Chị cho tôi ở thêm một vài ngày nữa đi. Nhưng mà tôi xin chị đấy, bên ngoài lạnh như thế, chị muốn tôi chết sao? Tôi hứa với chị, hết lạnh rồi tôi sẽ đi ngay. Hết lạnh? Hết lạnh thì đến bao giờ? Bây giờ mới là đầu mùa đông mà. Chị thật là... Mẹ ơi, con đau quá. Được rồi con yêu, hôm nay cô ấy sẽ đi, sẽ không ai làm con đau nữa. Chị Nhím này, đã 2 ngày rồi, chị đi được chưa? Nhưng mà trời vẫn lạnh lắm. Không được, tôi chỉ có thể giúp chị đến vậy thôi. Chị xem, chúng tôi đã bị gai của chị đâm đầy mình rồi, mời chị đi cho. Đang ở chỗ ấm áp, ra ngoài bây giờ biết ở đâu. Những chiếc lông của mình cũng lợi hại đấy chứ. Mời chị đi cho. Tôi sẽ không đi đâu hết. Sao cơ? Chị không đi ư? Chị ở đây chúng tôi sẽ bị thương đấy.
Đấy là việc của các người. Nếu không muốn bị thương thì có thể đi chỗ khác. Còn tôi thấy chỗ này rất dễ chịu. Chị thật là trơ trẽn. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Ra đây con. Chiếc xe đạp của mẹ. Có gì mà lấm la lấm lét thế con trai? Con... Thôi, rửa mặt mũi rồi vào ăn cơm. Vâng ạ. Hả? Là tờ giấy hôm nay con trai giấu mình đấy mà. Có giấy mời họp phụ huynh, sao con không đưa cho mẹ? Con... Mẹ ơi, nhà mình xa, lại không có phương tiện đi lại, nên con... Hay mẹ ở nhà đi, không cần đi họp cho con đâu ạ. Mai con nhờ bác ba, bố bạn Hải là được rồi mà. Nhà tuy xa trường, nhưng mai mẹ con mình dậy sớm, đến vẫn kịp giờ mà. Con là niềm tự hào của mẹ, nhất định mẹ phải đến họp để nghe thành tích học tập của con chứ. Nhưng mà... Thôi, ngủ sớm đi con, mai còn dậy sớm. Sao mẹ không bán chiếc xe này đi, mua lấy cái xe mới? Xe vứt cổ thế này, đi làm sao được chứ? Hoàn cảnh nhà mình con biết rồi đấy. Mà nó là vật kỷ niệm của ba con, nên mẹ muốn giữ gìn. Trông nó cũ kỹ xấu xí thế thôi mà vẫn tốt lắm. Bao nhiêu năm rong ruổi bán rau cùng mẹ mà nó có làm sao đâu. Đi thôi kẻo muộn con trai. Ê Hoàng, nhanh lên nghe. Đã bảo là mẹ nên ở nhà, vậy mà sao người đời sướng thế, nhà nào cũng có xe đẹp đưa đón. Xong rồi, mẹ lên xe kẻo trễ giờ họp. Lát nữa họp xong, mẹ đi xe về nhé, con đi nhờ bác xe máy. Hoàng ơi, về thôi con. Nào, lên xe về thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Hả, bác ấy là mẹ Hoàng à? Sao lúc nãy cậu không đi cùng mẹ? Gọi cấp cứu đi. Gọi cấp cứu đi. Mẹ ơi, tại con không chịu đưa mẹ về mà ra nông nổi này. Chỉ vì con xấu hổ với hoàn cảnh nghèo khó nhà mình. Mẹ ơi, con sai rồi. Mẹ tỉnh lại đi. Con xin mẹ.
cái chết của mẹ đã ám ảnh suốt đời tôi. Tôi ân hận tưởng như không sống nổi. Giờ đây, tôi có thể mua được cả xe hơi và nhiều thứ đắt tiền, nhưng không có gì sánh được với chiếc xe đạp cũ kỹ kia. Nó là vô giá, là báu vật đối với tôi. Nó luôn nhắc tôi đã có những phút giây suy nghĩ tồi tệ, không phải với mẹ, những phút giây bất hiếu của một con người. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!